Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Andrew Kolesin-Oski, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, đại sứ Australia bày tỏ vui mừng và cảm ơn đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã dành thời gian tiếp đón và làm việc với đoàn, đồng thời giới thiệu với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên về quá trình hiệu quả đầu tư về các lĩnh vực giáo dục, công nghiệp khai khoáng, viễn thông và tài chính ngân hàng mà các doanh nghiệp tập đoàn của Australia đã và đang đầu tư tại Việt Nam. Hiện tại, Australia có một doanh nghiệp đang hoạt động và sản xuất tại Hưng Yên về lĩnh vực chế biến và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đại sứ mong muốn Hưng Yên tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp yên tâm sản xuất và sẽ tiếp tục tìm hiểu để có cơ hội hợp tác với Hưng Yên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của ngài đại sứ và cộng sự, đồng thời giới thiệu với đoàn về lịch sử văn hóa, về định hướng quy hoạch của tỉnh đến năm 2030. Trong đó, tập trung phát triển giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp để chào đón, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Đồng chí đánh giá cao các doanh nghiệp tập đoàn của Australia đã đầu tư các lĩnh vực tại Việt Nam và hy vọng sẽ có nhiều dự án được đầu tư tại tỉnh Hưng Yên trong tương lai gần. Đồng chí mong muốn Australia và cá nhân ngài đại sứ sẽ quan tâm kết nối thêm nhiều doanh nghiệp tập đoàn Australia đầu tư tại Hưng Yên về các lĩnh vực giáo dục y tế, sản xuất thiết bị tự động, sản phẩm kỹ thuật số. Hưng Yên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tập đoàn của Australia đầu tư vào địa bàn.